Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Việt Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký gói Mi Max 90 Gói cước data phổ thông nhất của Việt Gói này thì đăng ký được cho tất cả các sim nhé Không như V120 hay là V200 là chỉ đăng ký cho một số sim thôi Thì ở đây các bạn đăng ký được cho tất cả các sim Và như những cái gói cước data ST70, ST90 hay là V2120 thì khi mà hết data lưu lượng tốc độ cao thì hệ thống sẽ ngừng truy cập. Còn ở đây thì các bạn có thể vẫn truy cập được khi mà hết 5GB data tốc độ cao nhé. Truy cập với tốc độ là 256 kbit trên giây đủ để các bạn lướt uh, Facebook rồi nghe nhạc rồi ok. Đầu tiên các bạn kiểm tra giúp mình xem trong tài khoản còn đủ 90.000 không nhé. Sau 101 thăng ấn gọi Ok, số của mình 0867 860 861 đủ 90 k Rồi các bạn thao tác giúp mình soạn tin nhắn như sau. Các bạn soạn mi Max 90 dấu cách 0981 208 208 gửi đến đầu số 9123. Thì nhiều bạn thắc mắc về cái số điện thoại 0981208208 này tại sao có ở đây thì đó là số điện thoại của mình của nhân viên Viettel và nó thay cho mã giới thiệu khi các bạn đăng ký thành công thì cũng là hệ thống ghi nhận chỉ tiêu phát triển giới thiệu khách hàng cho mình Rồi cảm ơn các bạn các bạn ấn gửi giúp mình mi max 90 cách 0981 208 208 gửi 9123 Ok đợi một chút nhé Quý khách đã đăng ký thành công gói Mi Mac 90 90.000 trên 30 ngày có 5GB data tốc độ cao hết 5GB data truy cập tốc độ thông thường gia hạn sau 30 ngày Ok Vậy là đã đăng ký thành công rồi các bạn nhé Các bạn cần đăng ký các gói cước khác của Viettel như V120 hay là ST70, ST90 thì các bạn để lại tin nhắn để mình kiểm tra xem số điện thoại của các bạn có đăng ký được gói đó không nhé thì ngoài ra mình còn hỗ trợ tất cả các dịch vụ khác của Viettel như lắp đặt internet truyền hình gia hạn cước đóng trước internet truyền hình đăng ký gói khuyến mại trên sim đang sử dụng của các bạn Ok các bạn cần hỗ trợ thì liên hệ với mình theo số điện thoại 0981 208, 208. tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé Chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại